Sách Ca Thương đoạn 1 Thành này xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình, xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đàn bà quá, xưa vốn làm nữ chủ các quần, nay phải nộp thuế khóa, nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má, mọi kẻ yêu mến nó, chẳng ai yên ủi nó, bạn bè nó phản nó đều trở nên nghịch thù. Juda đi làm phu tù vì chịu nạn cùng chịu sa dịch nặng nề. Ở đậu giữa các dân chẳng được chút nghỉ ngơi, những kẻ bất bớ đuổi theo nó, theo kịp nó nơi eo hẹp. Các đường lối Sion đương thảm sầu vì chẳng ai đến dự kỳ lễ trọng thể nữa. Mỗi cửa thành quan vu, các thầy tế lễ thở than con gái đồng trinh nó bị khốn nạn chính nó phải chịu cay đắng kẻ đối địch nó trở nên đầu kẻ thù nghịch nó được thịnh vượng vì đức xô làm khốn khổ nó bởi cớ tội lỗi nó nhiều lắm con nhỏ nó bị kẻ nghịch bắt điệu đi làm phu tù con gái siôn đã mất hết mọi sự làm cho mình vinh hoa. Các quan trưởng nó như nay chẳng tìm được đồng cỏ, chạy trốn, kiệt cả sức trước mặt kẻ đuổi theo. Jerusalem đương ngài khốn khổ lưu ly, nhớ xưa trải mọi mùi vui thích. Khi dân nó xa vào tay kẻ nghịch, chẳng ai đến cứu cùng. Quân thù xem thấy nó, chê cười nó hoang vu. Jerusalem phạm tội trọng, bởi đó trở nên sự ô uế. Mỗi kẻ tôn kính đều khinh dễ vì thấy nó trần truồng, nó tự mình thở than trở lui. Vái nó dơ bẩn, nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình, sự sa sút nó khác thường, chẳng ai yên ủi nó. Hỡi Đức Dô-va, xin xem sự khốn nạn tôi, vì kẻ thù đã tự tôn mình làm lớn, kẻ thù đã giơ tay trên mọi vật tốt nó, vì nó đã thấy các dân ngoại xông vào nơi thánh nó. Về dân ngoại ấy, Ngài có truyền, chẳng được vào hội Ngài. Cả dân nó vừa đi xin bánh, vừa thở than, đổi hết sự vui lấy thức ăn, để tươi tỉnh linh hồn mình, hỡi Đức Sô-va, xin đoái xem vì tôi đã nên kinh hàng, hỡi mọi người đi qua, Há chẳng lấy làm quan hệ sao, xét xem có sự buồn bực nào, đo được sự buồn bực đã làm cho ta, mà Đức giê va đã làm khốn cho ta nơi Ngài, Ngài nổi giận phần phần, Ngài đã giáng lửa từ trên cao vào xương cốt ta và thẳng được. Ngài đã giăng lưới dưới chân ta làm cho ta thối lui, Ngài đã làm cho ta nên đơn chiếc, hàng ngày bị hao mòn. Ách của tội lỗi ta, Ngài buộc tay vào, cả bó chất nặng cổ ta, Ngài đã bẻ gãy sức mạnh ta, Chúa đã phó ta trong tay chúng nó, mà ta không chống cự được. Chúa đã làm nên hư không lính chiến ở giữa ta, Ngài đã nhóm hội lớn, nghịch cùng ta đã nghiền kẻ trai trẻ ta. Chúa đã dài đạp như trong bàn ép con gái đồng trinh của Juda. Vậy nên ta khóc lóc, mắt ta tuôn nước mắt, vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc, vì kẻ thù đã thắng trận. Sion giơ tay, chẳng ai yên ủi nó. Đức Giova đã truyền về Jacob những kẻ chung quanh nó nghịch cùng nó jerusalem ở giữa chúng nó như một sự ô uế đức Sô-va là công bình vì ta đã bạn nghịch cùng mạng ngài hỡi các dân xin hãy nghe hết thảy hãy xem sự buồn bực ta gái đồng trinh và trai trẻ ta đã đi làm phu tù ta đã kêu gọi những kẻ yêu mến ta nhưng họ lừa dối ta các thầy tế lễ và trưởng lão đã tắt hơi trong thành khi họ tìm đồ ăn để tư tỉnh linh hồn mình hỡi đức va xin đoán xem vì tôi gặp hoạn nạn lòng tôi bối rối trái tim tôi chuyển động vì tôi bạn nghịch lắm lắm ở ngoài có gươm dao làm cho mất trong nhà có sự tử vong Người ta nghe tiếng tôi than thở, chẳng ai hề yên ủi, mọi kẻ thù nghe tin tôi bị nạn, biết Ngài đã làm thì mừng rỡ. Ngài ngài đã rao, Ngài sẽ khiến đến chúng nó sẽ giống như tôi, nguyện cho mọi tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài, xin đãi chúng nó như đãi tôi bởi cớ mọi tội lỗi tôi, vì tôi than thở nhiều và lòng tôi mòn mỏi. Sách ca thương đoạn 2 Sao Chúa đã nổi giận? Vầy mây che khuất con gái Sion, Ngài đã ném sự đẹp đẽ Israel từ trên trời xuống đất. Trong Ngài thạnh nộ, Ngài chẳng nhớ đến bệ chân mình. Chúa đã nuốt đi, chẳng thương xót, hết thảy chỗ ở của Jacob. Ngài nhân giận đã đổ đồn lũy con gái Juda, Ngài đã xô cho đổ xuống đất, làm nhục nước và quan trưởng trong nước. Trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Israel, Ngài đã rút tay hữu lại từ trước mặt kẻ nghịch thù. Ngài đã đốt trái ra cốp như lửa hừng thiêu nuốt cả tư bề. Ngài dương cung ra như kẻ thù, giơ tay hữu lên đứng như kẻ nghịch. Ngài đã giết hết những kẻ làm vui mắt. Trong trại con gái Sion, Ngài đã đổ giận ra như lửa. Chúa đã trở nên như kẻ nghịch, đã nuốt Israel, nuốt cả cung đền, phá tan đồn lũy, làm cho con gái Judah thêm tan chế thảm thương. Ngài đã cắt nhà tạm mình đi cách mạnh bạo như thuộc về vườn lại đã quỷ nơi hội họp ngài. Tại Sion, Đức giê va đã khiến ngài hội trọng thể cùng sa bát bị quên đi. Trong cơn nóng giận, ngài khinh dễ vua và thầy tế lễ. Đức giê va đã bỏ bàn thờ lại gớm nơi thánh. Ngài đã phó thành quách cung điện Sion vào trong tay quân nghịch. Chúng nó làm ôm sòm trong nhà Đức Sơ Va như trong ngày hội trọng thể. Đức Sơ Va đã định phá hủy tường thành của con gái Sion. Ngài đã văng dây mực, chẳng ngừng tay về sự phá diệt. Ngài làm cho lũy và tường thảm sầu, hao mòn cùng nhau. Các cửa nó sụp trong đất. Ngài đã phá và bẻ các then chốt. Vua và quan trưởng nó ở giữa các nước là nơi chẳng có pháp luật. Chính mình, các tiên tri chẳng tìm được từ Đức Sơ Va sự hiện thấy chi. Các kẻ già cả, gái siêu nín lặng ngồi dưới đất. Đầu đổ tro bụi, mình mặc bao gai. Các gái đồng trinh Jerusalem gục đầu đến đất. Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối Gan ta đổ trên đất vì sự quỷ diệt con gái dân ta, vì con trẻ và các con đương bú ngất đi nơi các đường phố trong thành. Chúng nó nói cùng mẹ mình rằng: "Tìm thóc và rượu ở đâu?" Khi ngất đi như kẻ bị thương nơi các đường phố trong thành và khi chúng nó tắt hơi trên lòng mẹ mình, ta làm chứng gì cho ngươi? hỡi gái Jerusalem, ta kể thí dụ chi? Ta lấy gì sánh cùng ngươi, đặng yên ủi ngươi? Hỡi con gái đồng trinh Sion, sự phá hại ngươi to như biển, ai sửa sang lại được? Các tiên tri ngươi xem cho ngươi những sự hiện thấy giả dối và ngu dại, chẳng tỏ ra tội lỗi ngươi, đặng đang phu tù ngươi trở về chỉ thấy cho ngươi những lời tiên tri dối và sự làm cớ cho ngươi bị đuổi. Những người qua đường thấy ngươi thì vỗ tai, sĩ bán lắc đầu vì thấy gái Jerusalem, nói rằng có phải này là thành mà người ta gọi là sự đẹp đẽ trọn vẹn, sự vui mừng của cả đất chăng? Mọi kẻ thù nghịch ngươi, há miệng rộng, nghịch cùng ngươi sĩ bán nghiến răng rằng chúng ta đã nuốt nó này chắc là ngài chúng ta trong đợi chúng ta đã tìm được đã thấy rồi đức va đã làm sự mình định đã làm trọn lời mà xưa kia mình đã truyền ngài đã lật đổ chẳng thương xót đã làm cho kẻ thù ngươi vui vì cỡ ngươi khiến sừng kẻ địch ngươi cất lên lòng dân ngươi kêu vang đến Chúa. Hỡi tường thành con gái Sion, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông, đừng cho nghỉ ngơi, con ngươi mắt ngươi chẳng thôi. Hãy chỗ dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa, vì sự sống con nhỏ ngươi chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Hỡi Đức giô xin đói xem, Ngài đã hề đại ai như thế? Đàn bà hả ăn trái ruột mình, tức con cái ẩm trong tai ư. Thầy tế lễ cùng tiên tri, hả nên giết trong nơi thánh chúa ư. Những người trẻ và già nằm sải trên đất trong đường phố. Những gái trẻ và trai trẻ ta đều ngã dưới mũi gươm ngài giết đi nơi ngài thạnh nộ tru diệt chẳng xót thương ngài đã nhóm với ngài hội trọng thể những sự kinh hãi của tôi mọi bề nơi ngài thạnh nộ của đức sô va chẳng ai thoát khỏi và sót lại những kẻ tôi đã bồng ẩm và thấy lớn lên hớ thảy đã bị quân nghịch Quỷ quại. sách ca thương đoàn ba ta là người đã thấy khốn khổ bởi gầy thạnh nộ của ngài ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tâm, chẳng bước đi trong sáng láng chắc ngài trở tay cả ngài nghịch cùng ta nhiều lần ngài đã làm hao mòn thịt và da đã bẻ gãy xương ta đã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, khiến ta ở trong nơi tối tăm như người đã chết từ lâu đời. Người đã bao bọc ta bằng tường mà không cho ra, lại làm cho nặng xiềng ta. Khi ta kêu la và xin cứu, ngài bịch tai chẳng nghe lời cầu nguyện, lấy những đá đẽo lấp lối ta. Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo, Ngài đối với ta như gấu rình rập, Như sư tử nơi kính đáo, Khiến ta lạc đường và vồ xé ta, Cho ta phải sầu não. Ngài đã dương cung và chọn ta làm trồng cho tên Ngài, Ngài đã khiến tên trong bao ngày vào trái cật ta, Ta làm trò cười cho cả dân ta, họ lấy ta làm bài hát cả ngày. Ngài đã cho ta đầy dẫy sự đắng cay, cho ta no nê bằng ngải cứu. Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta, vùi ta vào trong tro. Ngài khiến hồn ta xa sự bình an, ta đã quên phước lành. Ta rằng hết sức mạnh ta, dứt lòng trong đợi Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn, khốn khổ ta là ngài cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Chúa Va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Sô Va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trong cậy nơi Ngài. Đức Sô Va ban sự nhân từ cho những kẻ trong đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trong mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Sô Va. Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình. Nó khá để miệng trong bụi đất, hoặc giả sẽ có sự trông mong. Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhuốc nha, vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời. Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót, theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài, vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Khi người ta dài đạp mọi kẻ tù trong đất, khi uống công lý đoán của người trước mặt đấng rất cao, khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu. Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành. Há chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành. Cớ sao người đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình? Chúng ta hãy xét và thử đường mình trở về cùng Đức Jehovah. Chúng ta hãy dơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch. Ngài đã chẳng dung thứ, Ngài lấy giận che mình và đuổi theo chúng tôi, giết lát chúng tôi, chẳng thương xót. Ngài ẩn mình trong mây, đến nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua được. Ngài làm cho chúng tôi ra của bỏ, ra đồ rác rến trong dân sự. Mọi kẻ nghịch thù, há miệng rộng nghịch cùng chúng tôi. Chúng tôi đã mắc sự sợ hãi, hầm hố, quỷ diệt và hư hại. Mắt tôi giải dòng nước vì gãi dân tôi mắc diệt vong mắt tôi tuôn nước mắt không thôi cũng không ngớt cho đến chừng nào đức va đoái xem từ trên trời ngõ xuống mắt tôi làm khổ linh hồn tôi vì mọi con gái của thành tôi những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim họ muốn giết tôi nơi ngục tối và ném đá trên tôi nước lên ngập đầu tôi tôi nói tôi phải chết mất hỡi đức giô va tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh ngài ngài chắc đã nghe tiếng tôi xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu vang tôi ngài tôi cầu ngài ngài đã đến gần tôi đã phán cùng tôi chớ sợ hãi chi. Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi, là đấng chuộc mạng tôi. Hỡi Đức giô Ngài đã thấy người ta hiếp đáp tôi, xin đoán xét việc tôi. Chúng nó báo thù, lập mưu hại tôi, thì Ngài đã thấy hết. Hỡi Đức giô Ngài đã nghe chúng nó sỉ nhục, bày mọi mưu trước nghịch cùng tôi. Những môi miếng của kẻ giấy nghịch cùng tôi và mưu kế lập ra hại tôi cả ngày. Xin ngài xem sự ngồi xuống và đứng dậy của chúng nó. Tôi là bài hát của chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tai chúng nó làm. Ngài sẽ ban lòng cứng cỏi cho chúng nó, sự rủa sả dán trên chúng nó. Ngài sẽ lấy cơn giận và đuổi theo Quý hoại chúng nó khỏi dưới trời của Đức Giê-hô-va. Sách ca thương đoạn bốn Thang ôi, vàng mờ tối, vàng rồng biến đổi giường nào, đã nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố. Các con trai của Sion quý báu khác nào vàng rồng, nay coi như bình đất sét là việc của tai thợ gốm làm. Chính các chó rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú. Song con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng vắng. Con mới đẻ khao khát lắm, lưỡi nó dính với cuốn họng. Trẻ nhỏ đòi bánh, chẳng ai bẻ cho. Những người quen nếm mùi cao lương, đơn chiếc trong các đường phố. Những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ nay ôm lấy đống phân tro tội lỗi con gái dân ta lớn hơn tội lỗi đôm là thành bị đổ như trong giây phút chẳng ai giơ tay ra trên nó các người sang trọng của nó tinh hơn tuyết trắng hơn sữa nước da đỏ hồng hơn san hô mình mẩy sáng ngời như bích ngọc nay mặt Ben hơn than chẳng ai nhận biết trong đường phố, còn xương bọc lấy da khô rang như khúc gỗ. Những người bị gươm giết may hơn kẻ bị chết đói, vì thiếu sản vật ngoài đồng, người lần lần hao mòn như bị đâm. Chính tay người đàn bà vẫn có lòng thương xót nấu chính con cái mình dùng làm đồ ăn cho mình. Giữa khi con gái dân ta bị phá hại. Đức Jehovah đã làm trọn sự giận của Ngài, Đổ cơn thạnh nộ Ngài ra. Ngài đã đốt lửa tại Sion, Thiêu nuốt nền nó. Các vua trên đất, Cả dân cư thế gian, Vốn chẳng ngờ, Kẻ thù quân nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Jerusalem. Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó, và sự gian ác của các thầy tế lễ nó. Họ đã đổ giữa nó quyết của người công bình. Họ đi quanh dọc đường như kẻ mù, bị máu làm ô uế đến nỗi không ai có thể rờ đến áo sống họ. Người ta kêu bảo chúng rằng, hãy xê ra, chẳng sạch, hãy xê ra, xê ra, đừng rờ đến. Khi họ trốn tránh đi lưu lạc, Dân ngoại kêu rằng, Chúng nó sẽ không trú ngụ ở đây nữa. Cơn giận Đức sê va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, Cũng chẳng kính người già cả. Mắt chúng mòn mỏi trong sự cứu luống công, Chúng ta trong đợi hướng về một dân không thể cứu. Chúng nó dồm ngó chân chúng ta, đến nỗi chúng ta không bước ra nơi đường phố. Sự cuối cùng chúng ta đã gần, ngày chúng ta đã trọn. Phải, sự cuối cùng chúng ta đã đến, kẻ đuổi theo chúng ta thật lẹ hơn con chim ưng trên trời, đuổi theo chúng ta trên các núi, rình rập chúng ta trong đồng vắng. Hơi thở của mũi chúng ta, tức là kẻ chịu sức dầu của đức châu va thì đã mắc bẫy rồi về người chúng ta thường nói rằng chúng ta nấp dưới bóng người mà sống giữa các nước hỡi con gái edom ở đất u sơ hãy vui mừng hớn hở cái chén cũng sẽ trao đến mày mày sẽ say mê và trần truồng hỡi con gái Sion, sự phạt tội lỗi mày đã trọn ngài không đài mày đi làm phu tù nữa. Hỡi con gái Ê Đôm, Ngài sẽ thăm phạt tội mày, phô bày gian ác mày. Sách ca thương, đoàn năm, hỡi Đức Sô Va, xin nhớ sự đã dán trên chúng tôi, hãy đói xem sự sỉ nhục chúng tôi. Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, nhà cửa thuộc về người giống khác, chúng tôi mất cha phải mồ côi mẹ chúng tôi trở nên quá bụa chúng tôi uống nước phải trả tiền phải mua mới có củi kẻ đuổi theo kịp chúng tôi chân cổ chúng tôi chúng tôi đã mỏi mệt rồi chẳng được nghỉ chúng tôi gian tay hướng về những người egipto và assyri đặng có bánh ăn no nê tổ phụ chúng tôi đã phạm tội nay không còn nữa chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn vì cớ mũi gươm nơi đồng vắng da chúng tôi nóng như lò lửa vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi chúng nó đã làm nhục đàn bà tại ôn và gái đồng trinh trong các thành Đa Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, chẳng kính trọng mặt các người già cả. Kẻ trai tráng đã phải mang cối, trẻ con vấp ngã dưới gánh củi. Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát. Lòng chúng tôi hết cả sự vui, Cuộc nhảy múa, Đổi ra tan chế. Máu triều thiên, Rơi khỏi đầu chúng tôi, Khốn cho chúng tôi, Vì chúng tôi phạm tội. Vì vậy, Lòng chúng tôi mòn mỏi, Mắt chúng tôi mờ tối, Vì núi Sion, Đã trở nên hoang vu, Chồng cáo đi lại trên đó. Hỡi Đức hô va ngài còn đời đời ngôi ngài còn từ đời này sang đời kia sao ngài quên chúng tôi mãi mãi lìa bỏ chúng tôi lâu vậy hỡi đức jehovah hãy xây chúng tôi trở về ngài thì chúng tôi sẽ trở về làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa nhưng ngài lại bỏ hết chúng tôi ngài giận chúng tôi quá lắm